Một ngày đạt 200 triệu view, rating 2 đài trên 1, Thân Ái Nhiệt Ái chính là siêu phẩm mùa hè năm nay. Giữa hàng loạt tác phẩm gây bão Trần Tình Lệnh, Trường An 12 canh giờ, dòng thời gian tươi đẹp, Thân Ái Nhiệt Ái vẫn vượt qua tất cả để trở thành siêu phẩm hot nhất mùa hè năm nay. Sau một tuần lên sóng, Thân Ái Nhiệt Ái thường xuyên nằm trong top tìm kiếm của cộng đồng mạng Hoa ngữ. Điểm Douban của phim cũng lên đến 7.0 và là một trong những tác phẩm thần tượng có đánh giá cao nhất nửa đầu năm 2019. Nhất là với bộ phim có nội dung ngọt ngào hài hước thì đây là thành tích rất khả quan. Không dừng lại ở đó, theo thống kê trên các trang mạng ngày 15 tháng 7 vừa qua, rating của Thân Ái Nhiệt Ái trên 2 đài truyền hình đều đã vượt mốc 1, lượt xem trực tuyến trên các trang chiếu mạng cũng đã hơn 200 triệu view. Với thành tích xuất sắc này, Thân Ái Nhiệt Ái được đánh giá là siêu phẩm hot nhất của mùa hè năm nay và chắc chắn sẽ đạt được nhiều thành công hơn nữa vì chỉ mới ra mắt khán giả được một tuần. Thân Ái Nhiệt Ái được chuyển thể từ tiểu thuyết Cá mực hầm mật của tác giả Mạc Bảo Phi Bảo. Phim có sự góp mặt của dàn diễn viên sao trẻ đang nổi hiện nay gồm Dương Tử, Lý Hiện, Hồ Nhất Thiên. Ngoài ngoại hình, dàn diễn viên của Thân Ái Nhiệt Ái còn được khen ngợi hết lời vì diễn xuất tròn vai và ấn tượng. Dương Tử vào vai diễn đồng niên cũng được coi là điểm sáng lớn nhất của bộ phim. Dù ngoại hình không xuất sắc nhưng nhờ tài nhập vai xuất sắc mà cô đã biến mọi lời chỉ trích thành khen ngợi. Nam chính Lý Hiện dù diễn xuất và kỹ năng thoại chưa hoàn toàn thuyết phục được khán giả nhưng vẫn xây dựng được một hàn thương ngôn vừa lạnh lùng vừa ấm áp, khiến các cô gái trẻ ngày càng yêu thích hơn. Nhiều người lại cho rằng Thân Ái Nhiệt Ái sẽ không đạt được độ hot của Hương Mật Tựa Khởi Xương cũng do Dương Tử đóng chính năm ngoái. Ngoài ưu thế cổ trang dễ gây bão thì Hương Mật Tựa Khởi Xương còn có cốt truyện hài hước kết hợp với các tình tiết ngược tâm nên lại càng dễ hút khán giả và tạo ấn tượng mạnh hơn. Dẫu vậy, với thành tích hiện tại thì Thân Ái Nhiệt Ái vẫn xứng đáng là siêu phẩm hot nhất mùa hè 2019.